Hi, xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại đi tiếp đây. Lại đi chơi với các bạn. Ồ, mấy cái tòa nhà cái Bitexco rồi Vietcombank các thứ cả. The Nexus. Mình đang ở bên thành phố Thủ Đức. Đây là cái cầu Ba Son. Bữa mình đi xe qua đó. Và hôm nay địa điểm của mình đi chơi cùng các bạn là công viên bờ sông Sài Gòn nhá. Đây. Cái này là công viên mọi người, cái này nó mới thành lập ấy, mọi người vẫn cứ hay gọi nó là cái công viên Hoa Hướng Dương. Giờ nó vẫn còn đang hoàn thiện nốt này, chưa xong hết đâu các bạn. Bên này giờ mình mới sang ấy, đẹp lắm bạn. Còn cái kia thì cái tòa nhà kia thì chắc 20 năm nay chưa xong. Bảo tàng hay là cái gì ấy. Lâu lắm rồi đi cầu Sài Gòn là nào nhìn thấy cái tòa nhà này, nhưng mà đến giờ nó chưa xong. Thôi để mình đi vào trong nhá. Đây là khu phía ngoài, ngoài thôi bạn ạ. Này, hai cái tòa nhà kia bữa đi qua cầu Ba Son là thấy đó. Đó, đây là hai cái tòa nhà này, đi qua cầu và nhìn thấy. Đẹp lắm. Bên này đẹp lắm. Tòa nhà Vietcombank trước mặt. Kia là Bitexco. Tòa nhà kia là tòa nhà hình như liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Đây này, Hướng Dương đây này bạn ơi, Hướng Dương nó đang chở đi trồng này. Cái này nhá thì trước cái Tết Dương lịch ấy là nó trồng được 15.000 cây rồi. Còn chưa xong, sau Tết Dương lịch là họ sẽ trồng thêm 20.000 cây nữa. Mà trước Tết Dương lịch mình không có thời gian mình đi. Hôm nay mình mới có thời gian mình đi, mình quay phim cái công viên này cho các bạn xem. Nhưng mà giờ này giờ giữa trưa khá là nắng. Nhưng mà thôi kệ đi. Để bây giờ mình sẽ đi vô nhá. Đây chỗ này nó đang làm. Cái này chắc quảng trường sau này nó sẽ hoạt động nghệ thuật hay là cái gì đó. Bây giờ vẫn còn đang giang dở bạn ạ. Đứng ở đây nhìn, đứng ở đây mới nhìn thấy cái cầu Ba Son này đẹp lắm. Bữa đi tàu thủy, đi tàu thủy ở dưới sông mới nhìn lên gầm cầu nó màu đỏ, nó sơn từ gầm cầu lên đẹp, cái cầu này hiện đại không? Đó. Tới đây nó còn cái dự án cái cầu đi bộ nữa qua sông Sài Gòn này nữa, bao giờ không biết mấy năm nữa nó sẽ hoàn thành. Sài Gòn thật tuyệt, Sài Gòn thật đẹp mà mình yêu Sài Gòn. Đây mình ra đến bờ sông rồi, để bây giờ mình bắt đầu mình đi tìm cái bãi hoa Hướng Dương nhá, nó rộng quá trời, còn chưa biết nó trồng ở đâu đây. Nóng quá. Ok, mình lại tiếp tục nha. Mình đã vào đến nơi, từ chỗ gửi xe đi vào đây khá là xa đấy. Hơn phải đến 200m luôn đấy. Ồ, có cả khách du lịch quốc tế cũng biết đến cái công viên này. Công viên này mới khánh thành chưa có lâu. Mình cũng định đi rồi nhưng mà chưa thu xếp được thời gian, hôm nay mình mới đi được. Đây là ga tàu thủy Thủ Thiêm. Ồ, đang hoàn thiện đẹp lắm bạn. Này, đang làm. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Đây là cái bảng chào của thành phố Thủ Đức. Ngồi coi pháo bông ở bên kia kìa bạn, bên bến Bạch Đằng bên kia. Kia là bến tàu Bạch Đằng. Xa xa kia. Không biết nhìn ở trên khung hình có thấy không, nhưng mà đứng ở đây là nhìn thấy. Đây là cái tòa nhà đây này. Bảo tàng hay là trung tâm triển lãm cái gì ấy, mình thấy chắc phải mười mấy 20 năm nay chưa hoàn thiện, không hiểu sao nữa. Đó, đây là. Đây là thành phố Thủ Đức. Chúng ta đang ở công viên Hoa Hướng Dương. Đây. Ôi trời ơi. Những cái này là chắc là chưa sử dụng đến hay sao ấy. Đúng rồi. Còn chậu là chưa dùng đến. Còn trồng xuống đất thì mới là đang sử dụng. Đây. Ồ, trong này nhiều cái cây nhỏ nhỏ lắm bạn. À chắc người ta ươm ở trong này. Người ta ươm trồng ở trong này xong rồi nó lớn lên. Đây. Mình đi vô đây xem.
xem có cái bảng gì ấy. Mình phải đi lên đây không người ta lại bảng cấm dẫm lên cỏ thì chết. À khu vực đang thi công bạn ạ. Khu vực đâu? Hoa chỉ đẹp khi còn ở vườn hoa. Nhắc nhẹ đấy bạn, nhắc nhẹ là các bạn không được hái hoa nha. Hoa chỉ đẹp khi còn ở vườn hoa. Đây này, cái này sau này lớn lên là lấy cái hạt mà ở bên trong hoa hướng dương. Hình như là cái cây này theo mình biết ấy, hình như là mặt trời nó mọc ở đâu thì nó hướng về đó hay sao các bạn. Nhưng mà đây thì mỗi cái hướng kiểu cái này không hiểu kiểu gì nữa. Nè, mỗi bông hướng đi một chỗ. Mình cũng chưa dành cho lắm, nhưng mà khu vực bên này chắc là trồng bạn ạ, để ươm trồng cho nó lớn lên rồi mới bắt đầu đem qua bên bờ sông này để trồng cho nó đẹp. Đây, mình sẽ đi qua bên này. Sao nào? Đây, công viên bờ sông Sài Gòn. Cái này cũng là khu vực đang thi công. Còn cái khu vực chính nó đâu nhỉ? Rồi, ok, để mình đi bộ thêm. Nên trên này mình đang thấy có những cái du khách chụp hình, chắc là nó ở trên này này. Rồi, mình lại tiếp tục nhá. Công viên này đang thi công các bạn ạ. Hiện tại thì hôm nay mình đi khá là xui đấy. Đi đâu cũng thế, chưa có may mắn. Thấy chỗ nào cũng đang thi công nè, đang lắp đặt những cái tấm bảng rồi thì đường nước rồi thì khung sắt chứ có hứa gì dạp. Ôi trời ơi, nhưng mà ở đây có một cái view tuyệt vời luôn đấy các bạn nè. Đó, các bạn này, đó, view đẹp không? Siêu đẹp. Đây là khu vực của công viên. Giờ này là giờ buổi trưa, cũng khá là vắng. Những cái ghế ngồi nghỉ chân vẫn còn rất là mới. Vì một cuộc sống xanh. Khá đẹp đấy bạn ạ. Nhưng mà hiện tại thì hướng dương mình chưa thấy đâu hết. toàn cây bé xíu này. Người ta đang ươm trồng để phục vụ cho Tết Nguyên Đán này. Cây lớn này. À kia kìa. Có mấy cái bụi cây hướng dương lớn kìa. Người ta mới đặt đó đây. Với khách du lịch chụp hình thôi. Chưa thấy có nhiều hướng dương cho lắm. Thực ra thì cái công viên này mình nghĩ chỉ đi bộ, đi dạo buổi tối ngắm mát, hóng mát rồi thì là chụp hình nhá các hứa. Đẹp, view đẹp lắm bạn. Đó, đây này. Còn đây là hướng dương này, người ta đang xếp này. Những cái cây này mình thấy lá héo hết trơn rồi. Mình đoán chắc là cái này là chơi từ Tết dương lịch ấy. Bờ sông đây, công viên mấy hôm bữa khai trương thấy rầm rộ lắm, nhưng hôm nay đi cũng thấy khá là vắng. Có lẽ Tết Nguyên Đán các bạn đến đây thì ok hơn đấy, hợp lý hơn đấy. Còn cái thời điểm này người ta đang gấp rút thi công, người ta đang cố gắng để hoàn thiện vào dịp Tết. Thì ở cái công viên này theo mình nghĩ là như vậy đấy. À, kia cũng có một cái hướng dương mình thấy
mình tưởng tượng ra là 15.000 cây với cả 20.000 cây là tổng cộng là 35.000 cây, là nó phải nhiều lắm. Nhưng hôm nay đi thì chưa thấy nhiều cho lắm. Vẫn để ở trong chậu, chưa thấy trồng ra ngoài. Đường này đi bộ khá là gập ghềnh. Không sao, đi bộ nhiều có lợi cho sức khỏe và tim mạch. Các bạn ạ, mình đọc báo thấy nói vậy ạ. Đây, hãy chung tay cùng thành phố Thủ Đức vì một cuộc sống xanh. Mình cũng là dân Thủ Đức. Mình ở Thủ Đức nha mấy bạn. Nhưng mà mình là quận Thủ Đức cũ đấy. Bây giờ thì nó ghép quận 2, quận 9 với quận Thủ Đức lại thành một cái gọi là thành phố Thủ Đức. Đấy, mình đi xem đến đoạn cuối này hả? Đoạn cuối này xem có gì không? Còn một cái trải nghiệm nữa là cái tàu du lịch 2 tầng xe kia kìa, buýt đường sông 2 tầng nó mới khai trương á. Bữa nào mình sẽ trải nghiệm cái đó nhá. Bữa mình đi là nó chưa có. Kia, cái kia kìa. Đó. Đó. Ở ngoài đó. Để bữa nào ấy. Với cả đi Vũng Tàu bằng cái đường sông này nữa, bằng cái tàu thủy này nữa. Bữa nào mình sẽ đi Vũng Tàu, mình sẽ đi cái đường này. Mình đi Vũng Tàu khá là nhiều ấy. Nhưng mà chưa bao giờ đi bằng tàu thủy. Thì hôm nào mình sẽ đi bằng cái tàu thủy đấy, mình sẽ review lại để cho các bạn. Mình sẽ tìm hiểu thêm những cái thông tin về giá vé, rồi về giờ xuất phát, rồi cái cảm nhận đi ở trên con tàu đó cho các bạn nhé. Để mình sẽ review lại. Kia kìa, hôm nọ đi ăn tối ở trên cái tàu kia kìa. Đó. Cái tàu kia là cái tàu Elisa kia, nghe chừng nó cũng sắp hư đến nơi rồi. Tại cái tàu Elisa kia nó đậu một chỗ nhiều rồi, nó cũng mục nát rồi, nó cũng ấy. Nó không có, cái tàu đấy nó không có di chuyển nha các bạn. Các bạn có ăn tối thì ở trên tàu Indochina, rồi tàu Bến Nghé. Đấy, mấy cái tàu đấy. Các bạn mua vé nó cũng trải nghiệm một lần thì cũng ok, chứ thực ra để một bữa ăn tối mà 600-700 với tiền triệu thì cũng khá là oải. Mình khả năng tài chính của mình chưa có cho phép, nhưng mà mình ráng review cho các bạn tìm hiểu thôi. Đây này, người ta vẫn đang thi công đây. Đó. Tòa nhà SCB của Vạn Thịnh Phát kìa. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đấy. Bây giờ Vạn Thịnh Phát thì là quá khứ. Đây là tòa nhà Bitexco, tòa nhà Vietcombank. Đấy. Rồi thì khách sạn Hilton ở đâu kia cả. Cạnh tòa nhà Vietcombank luôn, khách sạn Hilton. Đó. Công viên này hôm nay mình đi cái giờ này khá là nắng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực này xem còn cái gì không nhá. Đây rồi, mình thấy cái khu vực này còn lại nhiều hướng dương nhất đấy các bạn ạ. Đang có một số du khách chụp hình. Cái này được thiết kế làm cái cầu gỗ cho du khách lên để chụp hình các bạn ạ. Nó hướng thẳng ra sông, nhưng mà bông nó cũng héo hết trơn rồi. Này nó héo quá trời. Đây, cái bông này nó còn tươi này. Đó.
bông này, mấy cái bông này héo quá. Cái này người ta lấy hạt ra để rang lên ăn đấy, với cả lấy dầu ấy mà mình không biết. Thôi hoa nó chỉ đẹp lên khi còn trên cành ấy, đừng có hái nha các bạn. Các bạn có đến đây chụp hình hay dạo chơi thì đừng có hái nhá. Đó. Đây chính là tôn trọng mọi người trồng bông. À đây này, cái này nhìn có vẻ già già đây này các bạn ạ. Đây này. Cái này chắc là cái hạt hướng dương nó ở đây ra này. Đúng rồi, đây này, đây đó. Rồi. Còn bên này nó đang trồng tên luống là 4E 98 cây. Ồ. Có tên có ấy đấy. Rồi. Thì phía dưới này ngày xưa cũng có bông nhiều nhưng mà nước nó đang cạn đi, nó trơi ra nhìn xấu quá. Bờ sông trồng hoa dọc bờ sông, bên kia là ấy. Đó, bên kia thì là quận nhất, khá là đẹp. Thì cái này cô cho con đi nhờ cái video về cái công viên hoa hướng dương này, hay là cái công viên bờ sông, thì mình xin tạm dừng ở đây nhá. Thì mình sau khi đi dạo một vòng ở cái công viên này thì mình có một nhận xét này. Các bạn nên đi vào, một là sáng sớm, hai là buổi tối, vì mình đi cái giờ này nó rất là nắng, không có một cái bóng râm nào luôn. Thật là nắng. Nhưng mà được cái là view cũng khá là đẹp. Buổi tối mà những cái tòa nhà kia lên đèn thì chắc là nó còn đẹp nữa. Thì các bạn nên đi vào buổi tối là mát, mẻ, đẹp. Đi bộ, dạo mát, chụp hình. Trong khu vực này không có một... chưa thấy có một cái kiosk nào bán hàng nào về nước uống, hay bán rượu nước uống, hay trái cây ướp lạnh, hay là nhà hàng quán nhậu nha các bạn. Hình như khu vực mới người ta quy hoạch là người ta cấm, nên các bạn có đi theo thì các bạn có đi chơi thì nên mang theo nước uống, hoặc các bạn mua ở những cái cửa hàng tiện lợi ngoài ở ngoài đầu cổng ấy. GS25 rồi có cả quán cà phê với các hứa thì mang vào đấy uống. Có cái thùng rác để cho các bạn bỏ rác sau khi uống xong. Thì đấy, mình có cái nhận xét về cái công viên hoa hướng dương này là như vậy. Người ta còn đang hoàn thiện nhá. Tại cái thời điểm này mình đi là vẫn chưa có hoàn thiện đâu, nên là nó cũng chưa có đẹp. Ví dụ như cái bảng quảng cáo ở trước mặt kia, người ta mới chỉ có cái khung sắt thôi chứ cũng chưa có bảng LED hay là chưa có cái gì hết cả. Đó. Thì cái công viên hoa hướng dương này mình xin tạm dừng ở đây. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình, yêu thương mình, đăng ký kênh nha, để cùng mình giúp đỡ mình để cho chúng ta đi được cả càng xa càng tốt, càng nhiều nơi càng tốt. Nói thật ra thì cái niềm đam mê du lịch của mỗi người mình tin chắc có khi nó còn lớn hơn mình nữa. Mình hy vọng mọi người sẽ đi được thật nhiều nơi, sẽ được thưởng thức thật là nhiều những món ăn, những cái địa danh đẹp trên cái đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. Đơn giản như mình bây giờ thì đang khám phá về Sài Gòn. Mình hy vọng là sau này mình sẽ đi được nhiều nơi hơn, xa hơn Sài Gòn. Thì mình mong các bạn có theo dõi video của mình thì đăng ký kênh giúp mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Mình hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn yêu thương, luôn luôn ủng hộ và luôn luôn đồng hành cùng với mình qua mỗi video. Mình tạm biệt nhau ở đây nha. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trong những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì
Bye bye.